Xin kính chào quý vị đến với chương mục Gia đình cầu nguyện với lời Chúa. Hôm nay thứ sáu tuần 31 thường niên, kính mời quý vị lắng nghe lời Chúa theo Tin Mừng Thánh Luca. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Một nhà phú hộ kia có một người quản gia, người ta tố cáo với ông là anh này đã phung phí của cải nhà ông. Ông mới gọi anh ta đến mà bảo: Tôi nghe người ta nói gì về anh đó. Công việc quản lý của anh tính sổ đi, vì từ nay anh không được làm quản gia nữa. Người quản gia liền nghĩ bụng: Mình sẽ làm gì đây? Vì ông chủ đã cất chức quản gia của mình rồi. Cuốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi. Mình biết phải làm gì rồi, để sau khi mất chức quản gia sẽ có người đón rước mình về nhà họ. Anh ta liền cho gọi từng con nợ của chủ đến và hỏi người thứ nhất: Bác nợ chủ tôi bao nhiêu vậy? Người ấy đáp: 100 thùng dầu ô liu. Anh ta bảo: Bác cầm lấy biên lai của bác đây, ngồi xuống mau, viết 50 thôi. Rồi anh ta hỏi người khác: Còn bác? Bác nợ bao nhiêu vậy? Người ấy đáp: 1000 dạ lúa. Anh ta bảo: Bác cầm lấy biên lai của bác đây, viết lại 800 thôi. Và ông chủ khen tên quản gia bất lương đó đã hành động khôn khéo. Quả thế, con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại. Khôn khéo tin mừng. Trong buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô vào trưa Chủ nhật ngày 18 tháng 9 năm 2022, Đức Giáo hoàng Francisco đã nói: Người ta cũng có thể khôn khéo theo tin mừng, tỉnh thức và chú ý để phân định thực tại, sáng tạo để tìm kiếm những giải pháp tốt cho chúng ta và cho người khác. Bài tin mừng hôm nay cho thấy người quản gia đã tự đánh giá hiện trạng của mình để rồi tìm được biện pháp tốt nhất cho bản thân trước khi bị sa cơ thất thế. Qua đó, Đức Giêsu đã khen ngợi tài khéo léo của anh ta trong việc tìm kiếm những giải pháp thoát khỏi cảnh bất lợi. Anh ta đã biết phân định thực tế nhằm xoay chuyển tình thế thành có lợi không chỉ cho bản thân mà cả những người xung quanh. Được mệnh danh Kitô hữu, tức là con cái ánh sáng, chúng ta cần đặt mối ưu tư tìm kiếm nước Thiên Chúa trên hết mọi vấn đề của cuộc sống. Muốn vậy, người Kitô hữu cần tỉnh thức và lưu tâm đến việc phân định trong những lựa chọn để có được mối lợi vĩnh cửu trên thiên quốc. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con một trí hiểu sáng suốt để thực sự sống khôn khéo tin mừng. Amen.